Khu hố đào được xây quây bạt, lập tôn đã cũ, lép tường rêu xanh, vài chỗ sạt lở. Không được ông Luận, người phụ trách trông coi giới thiệu, thì khó có thể nghĩ đây là di tích lịch sử cấp quốc gia. Càng không thể nghĩ dưới lớp bạt phủ với vài hòn gạch chèn tạm là di cốt người Việt cổ thuộc nền văn hóa Phùng Nguyên, có niên đại 3.000 đến 4.000 năm, vô cùng giá trị. Lúc trước là chỉ có mỗi cái lớp cát phủ thôi. Nói xin lỗi là gia đình còn chăn nuôi, có thể có con gà, con qué nó bới vào đấy. Thế thì trong đó là tôi xin phép dưới cái chỗ bảo tàng tỉnh là tôi mua miếng bạt để phủ vào đấy. Ông Luận bảo, không phải vì số tiền trách nhiệm trông coi chỉ vỏn vẹn 36.000 một tháng đã vài năm nay, ông chẳng về tỉnh lấy, khiến ông ngại chỉnh trang tu sửa cho khu mộ. Mà bởi ông sợ nếu tự ý làm, có thể sai sót hỏng di vật hàng nghìn năm tuổi của lịch sử của quốc gia. Vậy nên dù xót lòng buốt ruột vì di cốt, gốc tích tổ tiên xưa bị bỏ mặc sau chèn bạt, ông cũng chỉ dám chủ động xây thêm mái tre ngăn mưa, ngăn nắng này. 2 năm sau khi ông xây, huyện duyệt trả kinh phí. Thật sự lo lắm. Khi nó mưa lớn đấy là có nước, mạch nó ngấm đấy. Cho nên đấy hiện tượng đất sạt đấy. Cho nên là nó càng sốt ruột, càng đau lòng khi mà cụ nằm ở đây. Nhưng mà lại những cơn mưa lớn là nước nó vẫn thấm vào cái phần đầu của cụ. Cạnh mộ cổ là hố gốm. Cái tấp nập hơn 10 năm trước khi nhiều đoàn khảo cổ về đây để khai quật những hiện vật bằng gốm được đánh giá là đẹp nhất trong văn hóa Việt cổ. Giờ chỉ còn là lá mục, đất tràn, dăm tiếng chó sủa, gà gáy ở chuồng nuôi sát cạnh. Báo cáo lại với chỗ phòng văn hóa, sở văn hóa, nhưng mà các ông bảo thôi thì cứ để thế, thì tôi chỉ biết là để như thế thôi, chứ còn thực ra là tôi cũng chẳng thấy có một cái cơ quan nào mà quan tâm đến bảo là phải là bè đại hay là nó như thế nào cả. Cũng theo ông Bàn, hàng năm trên dưới 10 đoàn nghiên cứu tham quan vẫn về đây để tìm hiểu khu di chỉ khảo cổ. Thế nhưng phần lớn đều ra về trong tiếc nuối khi không thể chiêm ngưỡng những hiện vật có niên đại gần 4.000 năm tuổi vẫn cộn lên dưới lớp thảm chè tạm, đầy đất và lá. Sau 50 năm được phát hiện, 12 năm được công nhận là di tích lịch sử quốc gia, sự chỉnh trang bảo vệ cho khu di chỉ khảo cổ xóm Rền mờ nhòa như tấm biển đã bạc màu, mất chữ. Bóng hình của một khu di chỉ khảo cổ giá trị trên mảnh đất này chỉ còn lại trong những bức ảnh treo nhà văn hóa thôn với những băn khoăn, tiếc nuối và cả những nghi ngại của cộng đồng. Hài cốt đào lên như thế mà không được xây dựng, không được che chắn thì ta cảm thấy về mặt tâm linh mà nói là không ổn. Nhân dân thấy là bất bình cái chỗ này. Dù nhà nước làm to, làm nhỏ, làm thế nào thì không nên để như bây giờ.